Rồi, chào mừng tất cả anh em đến với cái buổi coaching vào trưa thứ hai hàng tuần. Xin giới thiệu với các bạn, tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Siri, là thành viên sáng lập S69, trường đào tạo kinh doanh trên mạng hàng đầu thế giới, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Đấy, và ngày hôm nay thì S69 chúng ta đang cùng nhau học tập ngày đêm không ngừng nghỉ để kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể, cùng nhau chia sẻ lan tỏa cái cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người đến cho bất kỳ ai. Chỉ cần có một cái trái tim khát khao thành công cháy bỏng, chỉ cần có một cái hạt mầm mong muốn thay đổi cuộc đời, chỉ cần có những cái hạt giống mong muốn làm chủ cuộc đời của mình, muốn sống một cái cuộc sống tốt hơn, muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được những cái mục tiêu như là hạnh phúc và sống một cái cuộc sống có ích, không phân biệt màu da sắc tộc, không phân biệt trình độ học vấn, không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, vân vân. Và ngày hôm nay thì kết quả thật là chân lý, chúng ta đã viết lên rất nhiều những cái câu chuyện cổ tích giữa đời thường đấy, từ những bạn nông dân, công nhân, những chị bán cá, những bạn học hết lớp 3, lớp 8, những cô nghỉ hưu, những chàng trai, cô gái còn rất là trẻ đều có thể thành công. Và trong tháng vừa qua thì chúng ta biết là chúng ta có thêm 6 thủ lĩnh mới, thì trong đó có 3 thủ lĩnh xuất thân từ công nhân, họ học chỉ hết lớp 8, lớp 9 thôi, nhưng ngày hôm nay đã trở thành những thầy cô giáo và những thủ lĩnh truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Đấy, và bạn biết là thủ lĩnh là Sibri, có nghĩa là có thu nhập thụ động từ 60 cho đến trên 100 triệu một tháng, trở thành những con người rất có giá trị. Bao nhiêu cho số các bạn, cho Cường được hỏi là khi mà làm Sibri ấy, với những người bình thường như vậy họ còn làm được, thì mình tin là mình làm tốt hơn thì giờ còn tất cả. Ok, cảm ơn cả nhà. Rồi, bao nhiêu cho số anh chị em thấy là những người rất bình thường như vậy, họ còn có xe hơi, họ độc lập tự do tài chính, chắc chắn là mình sẽ có xe hơi thì câu tiếp tôi có tất cả. Cảm ơn cả nhà. Và nhiều số các bạn quyết định làm CV, không những có một cái mà có giúp năm đồng đội có xe hơi để mình có Mercedes-Benz thì giờ cả bàn tay lắc 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 lắc. Thank you. Bao nhiêu anh chị em quyết định là mình học hành phát triển bản thân, phát triển kinh doanh để mình giúp 15 đồng đội có xe hơi trực tiếp tốt nghiệp S9, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu thì giơ hai bàn tay. Rồi, xa xa hai tay vào nhau, xa xa hai tay vào nhau, high five. Thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Rồi, chúng ta bắt đầu sẵn sàng cho cái buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cả nhà chia sẻ những cái bài học thực chiến thôi mà, trong cái quá trình hành động, có câu chuyện gì hay, có bài học gì hay chia sẻ cho cả nhà rồi cùng nhau thảo luận rút thêm. Xin mời Phạm Thị Hoa, Thạch Thành, Thanh Hóa nào. Một người phụ nữ, một cô giáo truyền cảm hứng bất tận, một người có cái nghị lực hơn người. Xin mời bạn Thanh Hoa. Dạ, em đang mở cái máy tính, nó chưa lên. Rồi. Để em chia sẻ điện thoại. Xin chào thủ lĩnh và chào tất cả mọi người. Cảm ơn anh đã cho em chia sẻ. Cái tháng vừa qua thì đúng là một cái tháng mà với em là rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất đó là một cái tháng mà sức khỏe của em cũng có thay đổi nhiều hơn so với thời gian gần đây. Tức là em ngồi dậy, em học được nhiều hơn. Thì đúng là khi mà mình tập trung vào cái công việc và mình có sức khỏe và mình luôn luôn hướng tới mục tiêu thì sẽ có kết quả tốt hơn. Mà cái tháng vừa rồi thì em có hoàn thành được cái mục tiêu đầu tháng mình đề ra. Đó là một cái điều mà em rất là mong muốn được lên lớp mà vẫn chưa chưa lên được. Và tháng vừa rồi thì đã lên được lớp. Và cũng biết ơn thủ lĩnh đã truyền cảm hứng cho em, và biết ơn đồng đội và những người cùng hợp tác với em đã đồng hành và ra quyết định rất là mạnh mẽ, và mọi người cũng rất là nhiệt tình. Và cái điều mà em cảm thấy đây ở đây là khi mà mình ra quyết định, giống như thủ lĩnh nói, khi mà mình ra quyết định thì não chỉ huy và mồm mở ra, và lúc đấy là mình chỉ nghĩ đến mục tiêu, mình cứ nghĩ đến là mình phải hoàn thành cái mục tiêu của mình phải hoàn thành cái
cái mà mình đã đề ra, và cái ngày cuối tháng của hai ngày cuối tháng vừa rồi thì khi mà em còn những 1.000 điểm nó mới về được cái mục tiêu của mình, lúc đấy là em cũng chăn trở cả một đêm, em không biết là làm cái phương án gì để mình hoàn thành được cái mục tiêu của mình. Thứ nhất là nguồn lực thì ở các bạn thì nói thì các bạn không cứ bảo là không 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 làm ra được, còn mình thì chỉ phải nghĩ đến cái phương án nào để mà hoàn thành cái kết quả của mình. Thì em đã nghĩ đến cái chiến lược đang định tổ chức là bán hàng bùng nổ cùng với mấy người trong đội nhóm. Thì anh Kiên Trung ấy gọi điện, anh kêu là Hoa có tham gia cùng với nhóm tớ không? Thế em bảo có, tham gia cho nó vui, bởi vì nó đông thì nó mới có khí thế. Thì lần đầu tiên em cũng tham gia cái chiến lược bán hàng bùng nổ. Thì sau cái buổi hôm đấy em mới nghĩ, em mới rút ra một cái bài học, đó là không có gì là không làm được, chỉ cần là mình có quyết tâm thôi, chỉ cần mình quyết định là mình làm thì chắc chắn là mọi nguồn lực sẽ ủng hộ mình. Và qua cái buổi bán hàng đấy thì đến ngày mai là em chia sẻ như hơi thở thì đã xuyên được đích K5, thêm 1.000 điểm, cộng với đội nhóm hỗ trợ, thêm một chị trong đội nhóm hỗ trợ thêm 200 điểm nữa là về đích ạ. Và đó là cái em thấy là chỉ cần mình tập trung và mình dồn tâm, nhất tâm, chuyên tâm, trụ tâm vào cái mục tiêu của mình thì mình sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Và em cảm ơn thủ lĩnh ạ. Rồi, giỏi quá. Chúc mừng Phạm Thị Hoa. Chúc mừng nhà Hoa đã giành một suất lên lớp 5 học trong chương trình Hành Trình Đến Tự Do vào ngày tuần này. Tất nhiên là chủ nhật tuần này đang phải tính toán, bởi vì nó có cái lịch sự kiện là kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn Sức Khỏe Siri. Nhưng có gì thì sẽ thông báo, nếu đổi lịch thì sẽ thông báo cho anh chị em, nhưng chắc chắn là sẽ diễn ra trong tháng này. Chúc mừng. Rồi. Bao nhiêu số các bạn thấy được rằng là nếu như mà mình chỉ cần ra quyết định thôi, nào, dồn tâm, trụ tâm, chuyên tâm, nhất tâm thì kiểu gì mình cũng đạt được mục tiêu rồi mà, tất cả. Cảm ơn cả nhà. Rồi bao nhiêu số các bạn tin được rằng là nếu tất cả các thành viên trong đội của mình ai cũng ra quyết định, cùng nhau dồn tâm, trụ tâm, chuyên tâm và nhất tâm thì đấy chắc chắn là một đội vô địch. Đúng không, tất cả. Rồi, cảm ơn anh chị em comment vào trong trong chat, đúng không? Dồn tâm, trụ tâm, chuyên tâm và nhất tâm vào cái quyết định, vào cái mục tiêu của mình. Yes. Bây giờ chưa? Tí nữa anh chị em sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ Cường sẽ hỏi người trả lời nhá, xem nào. Trả lời trong một chat đấy. Trả lời nhá. Người duy nhất tạo ra cuộc sống của bạn là ai? Người duy nhất tạo ra cuộc sống của bạn là ai? Chat vào trong một chat. Chat vào trong một chat. Yes. Yes. Ok, rất tuyệt vời. Người tạo ra duy nhất người duy nhất tạo ra cuộc sống của bạn, đúng rồi, là chính bạn. Yes. Nên là không có ông trời, ông không phải là do bố mẹ mình, đúng không? Không phải là do cơ quan, không phải do chính phủ. Tất cả người tạo ra cuộc sống, người duy nhất tạo ra cuộc sống của mình là chính mình. Người duy nhất tạo ra cuộc sống của bạn là chính bạn. Đúng rồi. Tiếp tục câu hỏi số 2. Con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống chính mình là thay đổi gì? Con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống của chính mình là thay đổi gì? Thay đổi gì nào? Thay đổi gì? Con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống của chính mình là thay đổi gì? Rồi cả nhà, comment cho nào, là thay đổi gì? Con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống của chính mình là thay đổi gì? Đúng rồi, cả nhà rất là giỏi, siêu, thay đổi chính mình. Là thay đổi chính bản thân mình. Là thay đổi chính bản thân mình chính là thay đổi tư duy hay là thay đổi suy nghĩ của mình, đúng không? Rồi, mọi người trả lời rất là chính xác. Câu hỏi số 3.
Vũ khí duy nhất giúp bạn thay đổi cuộc đời đó là gì? Vũ khí duy nhất giúp bạn thay đổi cuộc đời đó là gì? Yes. Vũ khí duy nhất giúp bạn thay đổi cuộc đời đó là gì? Vũ khí duy nhất giúp bạn thay đổi cuộc đời đó là gì? Ok, cả nhà trả lời, phần lớn trả lời rất là chính xác. Yes. Vũ khí duy nhất giúp bạn thay đổi cuộc đời đó là giáo dục. Rồi. Kiến thức không thay đổi được cuộc đời. Kiến thức, bởi vì kiến thức thì tốt, nhưng kiến thức và trí tuệ là khác nhau. Đầy người học rất nhiều nhưng mà cuộc sống rất bi bét. Đúng không nào? Rất nhiều người có kiến thức, tôi biết rồi, nhưng mà vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn không hạnh phúc. Bởi vì kiến thức nó chỉ là công cụ thôi, nhưng mà ai vận dụng được kiến thức đó để tạo ra kết quả thì đấy nó mới là trí tuệ. Nên là hai cái thứ nó khác nhau. Thank you. Đấy là ba cái câu hỏi để tự nhận thức cho nó đúng đắn nhá. Để lúc nào mà anh chị em nào còn nhớ cái câu chuyện trên dòng kẻ và dưới dòng kẻ. Dòng kẻ hay còn gọi là dòng gì, có ai nhớ không nào? Dạ em ạ. Xin mời Phương Chiến Lược đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Chào toàn thể anh chị em trong sinh và chào đội hình quốc tế Trương Phi Cường. Em được nhớ là cái trên dòng kẻ là người anh hùng mà, và dưới dòng kẻ là người đổ lỗi hay là thường đổ lỗi trách móc là nạn nhân đúng không? Dạ nạn nhân. Thế cái dòng kẻ đấy, bản chất dòng kẻ đấy nó gọi là dòng gì? Có ai nhớ không? Bản chất cái dòng kẻ đấy nó gọi là dòng gì? Có anh chị em nhớ không? Em ạ, anh Cường ạ. Rồi, Lương Công Hoàng. Ok, cái dòng kẻ đấy gọi là rào cản ạ. Dòng kẻ gọi là rào cản. Tên của cái dòng kẻ đấy bản chất nó là dòng gì? Cảm ơn Lương Công Hoàng. Có ai biết không ạ? Đấy. Phải dòng đời không ạ? Dòng đời không phải. Suy nghĩ và hành vi ạ. Dòng gì? Không, suy Ruby. Đúng rồi, dòng suy nghĩ. Hành vi ạ. Dòng đấy ấy, nó là dòng suy nghĩ. Vẽ lại nhá. Vẽ một cách đơn giản để chúng ta nhớ. Dòng này nó gọi là dòng suy nghĩ. Hay người ta còn hay gọi tắt là dòng kẻ, đúng không? Trên dòng kẻ. Dòng kẻ. Hay là dòng suy nghĩ. Yes. Thế thì trên dòng kẻ, trên dòng kẻ là người hùng. Đó là những người chịu trách nhiệm 100%. Được chưa nào? Dưới dòng kẻ, những người đóng vai nạn nhân luôn luôn đổ lỗi, trách móc, biện hộ, vân vân. Anh biết là ở trong tiềm thức của mình ấy, cái việc mình là người hùng hay là nạn nhân ấy là nó ở rất sâu trong tiềm thức. Và đôi khi vì tiềm thức nó dẫn dắt, nó được cài đặt do môi trường sống, môi trường gia đình, môi trường học tập, môi trường làm việc, vân vân, nó được cài đặt rất sâu ở trong tiềm thức. Mà mình là nạn nhân mà đôi khi là mình không biết, hoặc là mình là người hùng mình cũng không biết. Thế thì chúng ta nghe cái câu chuyện bạn Hoa vừa rồi không? Nếu có những người mà nếu mà đóng vai trò nạn nhân ấy, là thôi bây giờ nhìn hết nguồn lực, đúng không nào?
thôi bây giờ là đổ lỗi thôi, còn bây giờ còn có ngày cuối cùng thôi, và bây giờ không không ai chiến nữa thôi, phải chịu. Như chúng ta thấy người hùng là người làm đến cùng đúng không? Chịu trách nhiệm, còn thời gian, còn hơi thở, còn bóp cò. Thế cho nên là đấy, và ra quyết định và suy nghĩ đau đớn với nó, kiểu gì vũ trụ gửi nguồn lực. Thế là vũ trụ gửi phương pháp, ông Kiên Trung ông kết nối, hoa có bán hàng bùng nổ với anh không? Nếu không có cái sự đau đớn chăn trở đấy, vũ trụ không gửi nguồn lực. Nhưng vì mình đau đớn, mình chăn trở, thì kiểu gì cũng có phương pháp, kiểu gì cũng có giải pháp. Bản chất cuộc sống nó là như vậy. Kiểu gì cũng có giải pháp, cũng có phương pháp hết. Khi mình đã ra quyết định và khi mình đã chịu trách nhiệm, làm đến cùng. Bởi vì khi muốn thì sẽ tìm cách. Và người hùng là người luôn luôn tìm cách. Và nhớ nhá, người hùng là người luôn luôn tìm giải pháp. Người hùng là người luôn luôn tìm chiến lược, tìm cách thức để chinh phục mục tiêu. Còn đóng vai trò nạn nhân là luôn luôn tìm lý do để biện hộ, để đổ lỗi, để biện minh cho cái thằng hèn ở bên trong. Cho nên con người, người ta, người thành công và người hùng và nạn nhân, nó chỉ khác nhau ở điều đầu tiên, nó khác nhau ở suy nghĩ. Nó nằm khác nhau đầu tiên là ở sự lựa chọn. Bạn chọn bạn là người hùng hay là nạn nhân? Là do ai lựa chọn cả nhà? Do ai comment rồi xem nào, do ai lựa chọn? Đúng rồi, do chính mình lựa chọn. Yes. Rồi, chúng ta nghe thêm người hùng Đặng Lý xem tháng vừa rồi chiến như thế nào. Đặng Lý Vân Bích chia sẻ. Dạ, em xin chào thủ lĩnh quốc tế, xin chào tất cả anh chị em trên Zoom. Tháng vừa rồi thì em đã ra cái quyết định. Thứ nhất là em ra cái quyết định cho bản thân mình và ra cái quyết định cho tầng một của mình. Ngay khi lúc đầu thì đồng đội của mình cũng nói là thôi chị cứ làm bình thường thôi, cứ từ từ thôi. Thế nhưng em ra quyết định là không, nhất là định tháng này chị phải ca lăng để tham dự cái lớp online camp lần này, và cũng không thể làm mà mình cứ trì hoãn như vậy thì nó sẽ mất năng lượng. Thế nên là khi em ra quyết định thì chính bản thân chị cũng làm vượt cả cái chỉ tiêu, tức là xuyên ca lăng mấy trăm điểm. Và bản thân em cũng vậy, khi em ra quyết định thì em cũng nhìn lại cái nguồn lực và mình tận dụng những cái tất cả, xem lại cái hệ thống của mình này, rồi mình xem cái cây doanh nghiệp và mình cần mình tức là trong cái chiến lược xuyên đích ấy, thì mình tận dụng hết, mình học và mình áp dụng luôn thì lúc đó thì mình xuyên được đích ạ. Yes. Và trong cái quá trình mình xuyên đích, em đã gặp những cái trở ngại gì, có những cái gì xung đột không? Sau đó mình quyết mình làm đến cùng và xuyên K6. Chia sẻ bài học xem ạ. Dạ, thực sự thì em cũng không có gặp cái gì gọi là nó quá khó khăn. Thế nhưng mà vì là cái thực sự là thấy cái khả năng trong mình thì nó có, nhưng mà thực sự là do mình cũng còn cái nó cũng vướng mắc nhiều cái, nên nó thực sự là chưa dồn tâm được, chưa được trụ tâm dồn tâm, cũng như là chưa nỗ lực hết sức mình đấy. Nhưng mà khả năng, nhưng mà khi mà mình ra quyết định ấy, thì em nghĩ là mọi thứ nó, mình có thể đều vượt qua được. Dạ, chứ thì em cũng không có gì gọi là xung đột đâu ạ. Tốt rồi, chúc mừng Đặng Lý, tư vấn viên trưởng. Bao nhiêu số các bạn thấy là nếu mà đội của mình ai mà cũng quyết liệt như thế thì chắc chắn đội của mình là đội vô địch trong Antica. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ Phương chiến lược mà, chia sẻ xem nào. Hai vợ chồng tháng rồi quyết định K6 và đã xuyên đích. Đấy, bài học gì chia sẻ cho cả nhà cái. Chào tôi là Nút đấy, Trương Huy Cường, và chào tất cả anh chị em trong Zoom. Mà thì khi mà đặt cái mục tiêu K6 á, thì cái đầu tiên đó thì mục tiêu của bản thân mình, sau đó thì đặt cái mục tiêu cho tầng dưới của mình, cái một của mình, thì luôn luôn động viên, luôn luôn khích lệ, luôn luôn cổ vũ để giữ được cái năng lượng của F1 của mình làm việc. Và bên cạnh đó mình cũng cổ vũ cho bản thân mình cũng kiên trì để mình mở rộng cái F1 tiếp theo của mình, để mình xuyên được cái đích đó. Và trong cái quá trình đó thì nó cũng, nói chung là nó phải có rất là nhiều rào cản. Mình bao nhiêu cuộc gặp, bao nhiêu lời từ chối, đôi khi thì mình cũng rất là bị tù năng lượng.
Nhưng mà khi mà có mục tiêu đưa ra để hành động, chứ không để là từ chối được, thì khi đó mình lại vượt qua, mình lại tiếp tục chia sẻ, thì mình được ra 2F1 mới, thì họ làm việc với mình. Ở thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn, và cách em giải quyết khó khăn như thế nào? Đặt hàng, nhờ đặt ra ở ngoài Hà Nội, rồi còn các bạn ở tỉnh thì em mở ra cái thị trường ở ngoài tỉnh, thì khi đó hướng dẫn các bạn đặt từ ở ngoài Hà Nội để gửi trực tiếp vào các bạn đó luôn. Yes. Yeah. Trong cái hành trình kinh doanh cùng CV, em nhìn thấy cái hình ảnh người hùng và nạn nhân ấy, thì em có thấy là mình thấy mình lúc thì người hùng, lúc là nạn nhân không? Thì kể một vài trải nghiệm xem. Dạ, có ạ. Lúc đôi lúc là nạn nhân thì mình cảm thấy tại vì cái công việc này nó không giống những công việc khác. Cái công việc này nó đòi hỏi cái sự kiên trì và cái sự hành động, với mình chia sẻ cái năng lượng đối với người đồng đội của mình á. Chứ còn cái kinh doanh truyền thống á, ngày xưa em kinh doanh, em không cần phải chia sẻ năng lượng, em giải quyết công việc đó xong, em gặp đối tác, em làm việc đối tác, một là xong, hai là hết, không cần phải hướng dẫn dẫn dắt bất kỳ ai. Còn sau khi mình vào cái công việc này rồi á, thì mình được rèn luyện rất là nhiều anh ạ. Rèn luyện về cái kỹ năng, về cái sự dẫn dắt mà, rồi cảm xúc mà, về cái sự thấu cảm với người khác nữa. Mình làm được, nhưng mình giúp được một người khác làm được thì cái lúc đó cái hạnh phúc nó vỡ òa lắm à. Dạ. Yeah. À, sự khác nhau của mình là mình xuất thân là mình kinh doanh nhưng mình làm tư đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Và bây giờ là mình làm đồng đội. À, đấy là một cái sự khác biệt, phải nhận thức rất đúng đắn nhá. Bởi vì trong cái kinh doanh này ấy, là mình thành công mình phải là leader. Tuy nhiên leader ngay khi còn là chính mình, là một mình ấy, thế thì vì là leader đấy, cho nên là mình phải làm việc với con người, làm việc với đồng đội, đúng không? Ví dụ trước ngày xưa em làm việc đối tác là do em thôi, em tự mình giải quyết xong là xong, chứ ở đây mình không phải truyền niềm tin cho ai, không phải động viên, không phải cổ vũ, không phải kích lệ, không phải hướng dẫn, đúng không? À, thế nhưng bây giờ là mình làm đồng đội này, đấy việc của mình là gì? Tin tưởng tuyệt đối, trên niềm tin, luôn luôn cổ vũ động viên khích lệ đồng đội của mình, luôn luôn ghi nhận công nhận đồng đội của mình, luôn luôn giúp đỡ hướng dẫn đồng đội của mình tiến lên. Okay. Rất là khác nhau. Và khi mà em hiểu rõ cái vai trò của leader ấy, rồi làm gương trong việc rèn luyện. Các bạn thấy nha, các bạn nhớ là những ai mà, bởi vì sao, trong công việc của mình ấy, kể cả mình không làm tư thì mình làm chuyên môn nào đó, là mình đang làm việc một mình hoặc là một vài người, đúng không nào? Và đây cái đích để thành công được phải trở thành gì? Thầy, cô giáo và thủ lĩnh, truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Thế thì cho nên ấy, nó bắt đầu nó gặp một cái thách thức. Có những người gặp thách thức là lúc đầu là bởi vì mình một mình chưa tập hợp được đội, thì gặp thách thức trong đầu tiên là cái việc tuyển dụng. Nhưng khi chúng ta có người đồng hành rồi thì mình gặp thách thức là bởi vì tiềm thức ngày xưa mình làm một mình. Ngày xưa mình tự giải quyết các vấn đề. Nhưng bây giờ ở đây mình làm việc đồng đội. Làm nào để mình tiến lên và đội tiến lên? Đấy là cái câu hỏi. Và mình cần phải giải quyết. Các bạn hiểu không? À. Đấy, thế cho nên là lúc đầu mình chưa quen cái việc teamwork, chưa quen việc làm việc đồng đội, chưa quen cái việc tiềm thức của mình ấy. Tiềm thức của con người các bạn biết là cảm ơn Phương nhá. Bây giờ mọi người nhìn vào đây xem mọi người nhìn thấy cái gì. Anh chị em nhìn thấy cái gì thì anh chị em comment vào nhá. Anh chị em nhìn thấy cái gì, mình nhìn thấy cái gì thì mình comment vào. À, mọi người nhìn thấy cái gì comment vào xem nào. Chấm tròn, yes. Chấm đen, chấm nhỏ. Chấm đen, chấm đen. Chấm đen, chấm đen. À, còn nhìn thấy gì nữa không? Chấm đen, chấm đen, chấm đen, chấm đen. Tiếp tục xem mọi người. Chấm đen, chấm đen. Chấm đen. Chấm đen. À, có một hai người đó nhìn thấy phần lớn là màu trắng, màn hình trắng có chấm đen. Ok rồi, cảm ơn cả nhà.
Bao nhiêu số anh chị em mà nhìn thấy chấm đen trên ngón tay cái? Và cả nhà nhìn thấy cái phần chat không? Đa số mọi người nhìn thấy chấm đen, nhưng có một cái thứ rất to mà là ít người không nhìn thấy, đấy là cả cái bảng trắng. Và toàn nhìn thấy chấm đen, có đúng không? Trong khi cả cái bảng trắng rất to thì ít người nhìn thấy, mà chỉ nhìn thấy chấm đen. Đấy là tiềm thức của con người. Trong làm việc đồng đội cũng vậy. Làm việc với bản thân mình cũng vậy. Mình có rất nhiều giá trị. Mình có rất nhiều những cái thế mạnh. Thì mình không nhìn thấy. Và phần lớn mình nhìn thấy chấm đen. Có thể cái mặt rất xinh thì nhìn thấy cái nốt ruồi nó chưa ưng ý. Cả khuôn mặt rất đẹp, có khi một cái răng khểnh nào đó mình chưa ưng ý. Đúng không? Nè. Cả một cái thân hình rất đẹp, có khi mình chưa ưng ý về cái eo bánh mì. Ví dụ như vậy. Và tập trung nó không đúng. Thế trong làm việc đồng đội ấy, làm việc với con người ấy, thì mình phải tập trung vào cái gì? Mình phải tập trung vào cái bảng trắng, chứ không phải tập trung vào cái chấm đen. Đó không nào? Mình muốn nâng được người khác lên thì phải tập trung vào cái bảng trắng để khích lệ, cổ vũ, động viên, tìm những điểm tốt đẹp ở đồng đội của mình để cổ vũ, để động viên, để khích lệ. Và muốn tìm được những điểm tốt đẹp ở đồng đội của mình, phải tìm được ở mình trước. Mình có cái gì tốt đẹp? Mình có những gì tốt đẹp? Mình có cái giá trị gì? Mình có những thế mạnh gì? Thì lúc đấy bắt đầu mình biết, hiểu mình mới hiểu được người. Và khi đó mình mới tìm được ở đồng đội của mình có những cái thế mạnh gì, có những giá trị gì, và tập trung vào những cái điều tốt đẹp đấy, khích lệ động viên thì sẽ tiến lên. Các bạn hiểu cách làm việc đồng đội chưa? Tức là muốn cho người khác mạnh lên, muốn cho mình mạnh lên thì mình phải biết cách ghi nhận, công nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ bản thân mình trước. Còn người nào mà đóng vai trò nạn nhân ấy, hay là hay than thân trách phận, trách móc mình, trách móc bản thân. Đúng không nào? Muốn giúp người khác tốt lên phải nhìn vào cả cái bảng. Hãy nhìn vào cái bảng trắng ấy. Bao nhiêu anh chị em học được bài học gì rồi? Thì comment cho nào. Hoặc là học được bài học, giơ ngón tay cái. Ok. Bây giờ chúng ta muốn chơi với người khác. Thế bây giờ chúng ta muốn chơi với người khác ấy. Chúng ta muốn thu phục họ. Chúng ta muốn chiêu mộ họ. Phải không? Chúng ta muốn họ gây ảnh hưởng với họ để họ đi với mình. Thì tìm những... Nhìn vào cái bảng trắng ấy. Lên Facebook của người ta. Phải nhìn được cái điểm tốt của họ. Khen ngợi, động viên, khích lệ họ. Thế phần lớn tiềm thức thì nó lại hay dẫn dắt nó nhìn vào điểm đen. Cả nhà hình đúng không? Có hiểu câu chuyện không? Muốn làm cho người ta thích mình thì phải khen ngợi, động viên, khích lệ họ chứ, người ta mới thích mình. Yes. Bây giờ các bạn, nếu mình đặt mình nha, xem là mình có thích người khác chê mình không? No, không ai thích cả. À. Ok. Đấy. Thì thông qua những cái câu chuyện này, người ta chia sẻ với các bạn để chúng ta hình dung, để chúng ta làm chủ cái tư duy của mình. Rồi, tháng vừa rồi Kiên Trung chia sẻ bài học nào, đã dẫn cả đội xuyên đích rất là tốt. Vâng, em chào thủ lĩnh quốc tế. Em Kiên Trung xin chào tất cả anh chị em. Kiên Trung giới thiệu một chút, là Kiên Trung đến từ Sơn Tây, Hà Nội. Vâng, cái bài học thủ lĩnh chia sẻ vừa rồi em rất là tâm đắc. Vâng, bởi vì là mình luôn tập trung vào những cái tiêu cực và những cái điểm yếu của mỗi con người để mình đánh giá mỗi con người, nhưng mình không bao giờ biết tập trung vào cái tích cực. Thế thì cái điểm vui của em ấy là em tổ chức cái mà ham bùng nổ. Thế thì em nghĩ ra rồi. Thế thì sau khi mà được nghe ở trên Zoom ý, thì em nghĩ ra, em điện luôn cho anh Luận, là mấy anh em bảo anh tập trung vào lúc sáng đọc sách ý, tập trung vào 2 giờ chiều báo lại anh em mình tổ chức bán hàng nổ. Và 2 giờ chiều thì thực ra đội nhóm em thì 2 giờ chiều anh chị em không ra quyết định được bán hàng nổ. Thế em bảo là nếu không ra được nữa là hủy, không bán nữa. Thế là mình em bán được, em gọi mấy anh chị em bán. Thế em đợi Phạm Hoa. Ông Hoa, tối nay cái tổ chức bán hàng nổ vào nhé. Thế là họ ok, em điện cho Trịnh Hoa. Chị bảo ok, để em biết là đội nhóm của em. Anh chị em có quyết định không? Anh chị em bảo ok. Thế nào đầu em tổ chức được hơn 20 anh chị em, 25 anh chị em.
Thế thì em rất là vui là như này, một thứ nhất là mình phải ra quyết định được cho đồng đội của mình, chứ mình không chờ đồng đội ra quyết định cho mình, kể cả họ không làm mình vẫn làm cơ mà, đúng không? Mình là mình làm cho mình. Thế nhưng mà em không phục nữa là bạn Hoa ấy, là từ 9 rưỡi đêm hôm ấy đến 9 rưỡi đêm hôm sau là ra đủ 1.000 điểm. Em thực sự không phục, rất là không phục luôn. Và đội nhóm của em có anh chị em chỉ thiếu 300-400 điểm thôi, 500 điểm thôi để xuyên, nhưng mà anh chị em bảo khó lắm, không xuyên được, không xuyên được. Thế thì em tất cả điểm đều đến từ tư duy hết, đúng không ạ? Và bạn Hoa bạn còn chat thì với em đến tận là hơn 12 giờ đêm, bạn bảo anh ơi hôm tối nay em xuyên được, em còn thiếu 660 điểm. Em bảo nhỏ mà chắc chắn em sẽ xuyên truyền đích, em tin chắc chắn là sẽ xuyên. Hoa bảo ôi em đang nghĩ mơ mộng về mà em xuyên đích rất là vui, đúng không ạ? Em chụp những cái tin nhắn lên trên nhóm và em gửi cho bà trong nhóm của em. Thì đến hôm sau Hoa bảo anh chui em thiếu có hơn 200 điểm nữa rồi. Ôi trời ơi, thế này thì mũi lúc ấy là 17:30 đấy, em với cả bạn Hoa với cả bạn Phan Long ngồi nói chuyện, em còn động viên mà mũi chuyện nhỏ ra gì thế này, tí là xuyên ngay mà, điện cho tất cả đội nhóm. Hoa bảo em yên tâm, tí là sẽ xong. Thế là lúc sau bạn Hoa lên bảo anh chúng em là trong rồi. Em bảo chúc mừng Hoa, tuyệt vời. Và nói em nói thật nhé, một mình bạn Hoa nhá mà bạn ấy đang ngồi nhà ngồi xe lăn mà còn xuyên được 1.000 điểm, đúng không ạ? Mà đồng đội hỗ trợ có 200 điểm thôi. Thế thì anh em mình có chân có tay, đúng không ạ? Đầu óc này như này mà không xuyên được, đúng không ạ? Phí. Thế thì em ra quyết định nhảy, em điện cho tất cả đội nhóm thì nhiều anh chị em mà là không làm được khó. Thế mà ta thế thì em đi hẳn vào cái chị mà nhiều tuổi nhất nó đấy, chị còn thiếu là 280 điểm nữa chị xuyên tích cao 4. Thế thì lúc 7:30 sáng là đọc xong vào Zoom nhóm xong, em mới điện chị, em bảo chị từ giờ đến 11 giờ trưa chị phải ra cho em 300 điểm nữa. Giật mình, chị, ôi sao em không báo, mày không báo trước cho chị 2-3 ngày. Em bảo nếu báo trước như thế thì làm sao mà xuyên được, chị phải làm quen với cho em. Và em quyết định, chị không nói nhiều nữa, giờ danh sách người quen ra, em không nói nhiều nữa, em quyết định của chị. Thế chị bảo ok được ok, 11 giờ chứ nhá, 11 giờ rồi, 11 giờ là mình làm khóa đấy. Thế chị ok, thế thì rất là vui. Chị mở ra chị điện thì ngay đơn đầu tiên chị đã chốt 100 điểm rồi, 8 giờ chốt 100 điểm. Đến 9 giờ điện cho 5 người thì ra được 80 điểm nữa, là 180 điểm. Anh chị thấy không, khi mà đã ra quyết định rồi ấy, thì chắc chắn thành công. Thế Kiên Trung vậy này, từ lúc 7:30 đến lúc 9 giờ Kiên Trung điện cho chị 3 cuộc. Chị cũng sốt ruột, Kiên Trung bảo áp lực tao kim cương. Thế chị đang nghèo thì bảo chị mà một con người nhá, một con người mà không biết nhắn tin điện thoại, từ khi vào nhóm Kiên Trung là Kiên Trung mới đào tạo biết nhắn tin nhá, mình mới biết nhắn tin đấy, còn không biết nhắn tin đâu, tan gọi bằng video hoặc là gọi bằng điện thoại lưu lại xong rồi gửi cho Kiên Trung rồi, không biết nhắn tin là gì cả. Thế thì Kiên Trung bảo chị bây giờ thì bảo con là chị dạy chị biết nhắn tin, thế em dạy chị nữa, thế là bây giờ nhá, bây giờ chị biết nhắn tin nhá, đấy biết gọi điện nhá. Thế thì sau đấy là lúc 9 giờ, từ lúc 9 giờ đến lúc 11 giờ chị vừa nhắn tin rất là siêu, vừa nhắn tin vừa gọi điện, mà đang chốt mà anh đưa chị Tuyên qua mà Kiên Trung điện cho em chị khoảng tầm 5 cuộc. Mà đến anh kia anh bảo thôi em làm việc cái cậu kia đi, bởi vì sao nó hết giờ rồi nhưng phải vội. Thế Kiên Trung ra quyết định nhảy, đằng nào chị cũng bán cho anh ý. Thế rồi em hỏi chị nhá, sang tháng chị bán không? Chị bảo có. Thế bây giờ chị lấy cho em 1 siêu vitamin, 1 Novomin về là chị đủ điểm đúng không? Chị bảo mỗi ok chị lấy. Thế em bảo đã thế thì lấy thêm nọ Novomin nữa cho nó sướng về bán tháng sau. Chị bảo ok. Thế có phải là nên được 300 điểm không? Thời điểm không? Thế thì chị rất máu như này, chị là con người rất là ok đấy. Kiên Trung bảo như này, thế bây giờ hôm rồi chị Kiên Trung điện mà thế bây giờ nhào. Chị bảo ôi trời ơi đơn giản, em không bảo chị cũng quyết. Bởi vì sao? Bởi chị không nghĩ là trước khi em điện đi là chị hồi hộp tim vẫn đập cứ thình thịch này, mà không nghĩ là chị sẽ xuyên được, mà đến lúc xuyên được rồi nhẹ hết cả người. Thế chị không? Và hôm vừa rồi ấy, thứ bảy cái trung họp nhóm thì chị như này, chị được là khoảng 3.4 triệu, 3.4 triệu cộng với 500.000 700.000 của cao 4 đúng không? Bởi vì bên dưới của chị là cũng có một người là cao 4. Thế lại được thưởng 200.000 nữa. Anh chị em được hơn 4 triệu. Thì lúc cái chung bởi vì chị này, hàng tháng chị không còn không biết là cái thu nhập đổ về tài khoản chị bao nhiêu đâu. Tiên chung của điện chị này, đi kiểm tra tài khoản xem nào. Bởi vì làm sao chị không mở tài khoản bao giờ cả. Đấy, khi làm siêu đi thì Kiên Trung mới nhận chị đi mở tài khoản. Đấy, thế khi tài khoản đổ về không biết, Kiên Trung bảo chị điện xem là có tài khoản không để em để hỏi công ty. Chị bảo chị điện công ty mà có rồi. Thế thì anh chị em biết là một người không biết gì cả, đúng không? Điện thoại mọi thứ không biết. Thế thì tại vì sao nó thành công được, nên cao 4 được, đúng không? Và chị như này, đi ra chợ cũng chia sẻ, đi dọc đường cũng chia sẻ, gặp bà bán rau cũng chia sẻ, gặp bất kỳ ai cũng chia sẻ. Nghĩa là chia sẻ nhiệt tình với cái tâm của người ta cho đi, đúng không? Và cái quan trọng thế này, chị này tuyển ra một người tầng 1.
người tâm hồn thì có chị ý này, tháng đầu tiên ấy là chị vào chị kêu ba phản nàn, cứ điện như kiên trung, ôi trung ơi chị khó lắm, chứ ra khỏi cổng nhá, cứ khó lắm, người này không mua đâu người này, thế cứ giỏi, bây giờ chị nghĩ người ta nghĩ, chị bảo, từ chị đang nghĩ hộ người ta, nhưng người ta nghĩ vậy, thế kiên trung chốt chị này, phán này là chị làm nào nào, 500 điểm, thế là đến 20 nha, ngày 20 rồi chị đã ra 500 điểm rồi, anh chị có tuyệt vời không, mà chị, ôm người chị kiên trung bảo chị không nghĩ chị sẽ làm được 500 điểm, bởi sao, bởi vì chỉ có kiên trung quyết hộ chị thôi, kiên trung hàng ngày điện này, chị hôm nay gặp mấy người, ông chị kêu ca phàn nàn, thế cứ dùng ở nhà này, em hỏi chị nhá, việc chị bê bắt cơm lên, chị bắt cơm này, chúng chị cầm bát cơm này, ôi trời ơi cơm nguội thế, ôi trời ơi cơm nóng thế, ôi trời ơi chẳng có gì ăn, em hỏi chị có ăn bát cơm không, chị đói phải hết, thì đúng thế thôi, thế rồi chị cần tiền không, có thì nào ở ngoài đường thì sẽ có tiền, thế là chị cũng bỏ qua tất cả những nỗi sợ hãi, thế là chị cũng chốt được 500 điểm, thế thì cái hôm mà như này. Hôm mà cái chị Ní thì chị có tầng chị Nga tầng 2 đúng không? Cái chị Ní chị bảo là Trung em giúp chị được cho chị Nga mà chị ra thêm 100 điểm nữa. Thế em bảo như này, không phải chị Nga chị nghiếp nào hết, một mình chị mà ra được 300 điểm, chẳng có chị nào cả. Thế cái Trung tìm điện giấu. Thế nhưng bây giờ như này, nếu mà cái Trung điện giấu ấy thì kiểu gì cái chị Nga đấy sẽ lại điện cho chị Ní bảo ôi giời giờ nay thằng Trung bây giờ cả một tháng đấy, dục còn không ra được điểm không? Thế bây giờ bảo một ba tiếng nữa ra 100 điểm làm ra được đúng không? Thế chị bảo giờ nay mà điện thằng Trung bảo điện 100 điểm nay làm sao ra được, thế có phải là cái người tầng 2 ấy lại kéo cái người tầng 1 xuống không, đúng không, thế Kim Trung không điện nữa và Kim Trung bảo chỉ có một mình chị thôi, không phải quan trọng người ta gì à, nếu người ta ra được điểm nữa ấy, thì chị lại càng tốt được càng cao, bây giờ chị đừng nghĩ đến người ta, nghĩ một mình chị thôi, một mình chị thôi, chỉ xuyên được cho em mà em không nói nhiều đâu, 11 giờ phải còn xuyên thế là chị đến 11 giờ chị bảo chúng mày chị 20 phút nữa Kim Trung điện liên tục đến 11 giờ 20, chị bảo ôi chuyển tiền, cái Trung chốt tiền, lấy từng ngày tiền, chuyển. Thế là chị, ok, đến 11 rưỡi, con gái chị chuyển tiền, thế cái Trung chuyển cho anh Cường, nhờ anh Cường giúp, thế là xuyên được cái cao 4. Nhưng mà này, cái sướng nhất ý, là mình sướng nhất. Cái Trung ăn mừng, chết, đúng không? Đấy, bằng lên Facebook, đăng lên Zalo, mấy ông anh ông điện thoại, cái Trung mày bị làm sao vậy? Thế nhưng mà không sao cả, mình điên nhưng mà gì ạ, điên với thành công của người khác đúng không? Nhưng mà được cái là mình vui. Mình điện là chị cũng sướng, chị bỏ cả ăn cơm trưa luôn mà, anh chị biết không, người ta vui mà người ta còn bỏ cả ăn cơm trưa luôn, khi người ta vượt ngưỡng bản thân của người ta, thế anh chị nhầm mày, mình phải ra quyết định được cho họ, thế cái chung mấy quyết định này, đã thế đội trẻ không làm được gì, đội phải làm được, đúng không, bởi sao, lãnh đạo bằng làm gương, mình phải làm gương được là mình sẽ giúp được chị ấy, thành công được thì đội bên dưới nhìn thấy mình là ông Trung giúp được cái này thì người kia mới thành công được, đúng không, thế thì hôm rồi thứ bảy, đội kiêm Trung là 3 tháng nay, là không có mục tiêu, có nghĩa là như anh Cường nói là rất những người mới vào đang chuyển đổi đúng không, sợ mục tiêu, thế nhưng được cái rất là vui rằng cũng nhờ cái mà cái Trung giúp được chị có mục tiêu thì tháng này là đội cái Trung mục tiêu và cái Trung tổng hợp lại nếu như đúng mục tiêu mà anh Chiêm đưa ra là tháng này cái Trung có phải có là 16.300 điểm, nếu đúng mục tiêu của anh Chiêm đưa ra rồi sao, bởi vì là nhảy anh chỉ nghĩ này, tháng này 1.000 điểm 1.200 điểm, tại vì sao tháng sau lại xuống 700 điểm, tại vì sao tháng sau nữa lại xuống 500 điểm, thế mình vào đây để làm gì, mình vào chi điểm gì, anh chị hỏi mình vào chi điểm gì, đúng không, tháng đầu tiên tháng 700 điểm xong lại xuống 500 điểm, gọi lên 300 điểm, thế thì anh em vào chi điểm gì, 700 điểm phải tháng sau lên 1.000 điểm, đúng không, 2.000 điểm tháng sau lên 1.500, đúng không, 2.500 tháng sau lên 3.000 điểm, làm thế đấy mẫu đây 1.000 điểm 1.200 điểm xong xuống 800 điểm xuống 700 điểm thì liệu còn năng lượng để làm nữa không, đúng không, cái Trung nói cả anh chị em đội nhóm như vậy, bây giờ tháng này 700 điểm, tháng sau xuống 300 điểm, liệu ai còn làm được không? Đúng không? Hiện tại vì sao? Bạn Phạm Hoa làm được một ngày ra 1.000 điểm. Hiện tại vì sao anh chị em không? Ngồi một chỗ, kinh doanh toàn cầu người ta còn ra được 1.000 điểm. Nên mình đủ chân, đủ tay, đủ mắt, đủ mũi, đủ mồm. Mình có đi lại được. Tăng 1 xe năm mà mình không ra được. Nào ở đâu? Lý do ở đâu? Đúng không? Mọi thứ đến từ mình đúng không? Và quan trọng nhất, anh chị em luôn nhớ này. Chị Lý là nhờ cái danh sách người quen này. Nhờ cái này. Nên anh chị em mà không có cái này ấy, thì khó lắm, cái này không được. Và Kiên Trung chỉ bảo một chị đến một câu này, chị đưa danh sách người quen ra, chị điện, và chị điện, và Kiên Trung bật mấy câu này, chị Lý ấy, lúc mà bán hàng bùng nổ ấy, chị có mua một cái điện thoại thôi. Thế thì chị, mình bảo là chị cầm cái điện thoại tắt bỏ đi, chị điện chị bảo thôi, chị tắt màn hình, mà chị cầm cái điện thoại nhá, chị nhắn tin cho 11 người, nhắn mỗi tin công ấy, mà còn ra 3 đơn, anh hiểu không? một từ một con người mà không biết nhắn tin, khi vào series gặp Kiên Trung biết nhắn tin mà còn không gọi điện thoại, nhắn tin bán hàng bùng nổ ra được
3 đơn hơn 100 điểm. Nào anh chị thấy không, tuyệt vời không? Nào, mà còn rất nhiều anh chị em khác gọi được điện thoại còn không ra được đơn. Nào, lý do ở đâu? Lý do là gì? Lý do một tiếng từ mình, có thể mình cầm điện thoại lên nhưng mình không gọi. Cầm gọi là để gọi là giả tạo đúng không? Cái chung thẳng tính thì chúng cứ nói vậy, anh chị em nào cứ thật tâm đúng không? Cái chung thật tâm. Ê, một là giả tạo, nói chuyện giả vờ vui, giả vờ tắt bỏ gọi là vui. Cái thứ hai, chốt đơn ảo. Vì sao? Anh chị em nhớ này, mình là quản lý cây doanh nghiệp của mình. Anh chị em báo đơn thì cái chung biết hết. Biết hết, anh chị em nào có đơn hay không biết hết. Không thể giấu được. Để cái chung thôi, cái chung nó dối anh Cường sao dối được. Anh Cường biết hết, đúng không? Thế nên cứ thật tâm, mình có, mình bảo có, mình không, bảo không. Và điện thoại đúng thật từng sao. Ở đây là không phải để anh chị em vào bán được hàng. Ở đây là gì? Đây là để cho anh chị em bán đi cái nỗi sợ hãi, chứ không phải bán hàng. Anh chị thấy đúng không ạ? Không phải bán hàng, bán đi nó sai rồi. Thế nhưng mà từ một con người mà không biết điện nhắn tin, mình còn nhắn tin 11 cuộc nha, 11 người nhá, ra được hơn 100 điểm. Hôm sau chuyển tiền lên cái chung chúng mày, nếu chị những cái này ok theo, mà chị còn lấy thêm mấy chục điểm nữa, mà thôi chị lấy thêm mấy chục điểm nữa để chị về chị bán, thế là cũng ra được 200 điểm. Anh em tuyệt vời không ạ? Đấy, và bạn Hoa bán ra rất là thật nhá. Bạn Hoa chúng ta cứ phục bạn Hoa, bán ra được 340 điểm là thật luôn, thật điểm luôn, thật luôn. Đêm gửi luôn cho Kim Trung cái hình ảnh mà bạn Hoa đặt hàng ấy. Đấy mới gọi là bán hàng bùng nổ. Bán hàng xong phải mua luôn đúng không? Chụp ảnh luôn cái đơn hàng của mình. Đấy gọi là bán. Như Kim Trung không? Kim Trung ấy điện nát cả cái danh sách người quen này. Ấm nóng lạnh vẫn ra hơn 100 điểm. Kim Trung lấy hàng luôn, chụp luôn lên nhóm làm gương. Mình là thủ lĩnh, mình phải làm gương đúng không? Hôm sau nhá, chốt bản cấp 3. Bản cấp 3 như này thì mình ngại bản ý, sợ đánh giá, cứ cầm điện thoại lên cầm xuống. Mấy tháng nay rồi không nhắm điện. Thế thì hôm bán hàng bùng nổ, chẳng còn ai nữa cả. Thế nhìn thấy nó điện, thì hôm sau bán nằm hấp bên ai đúng không? Chốt được cho cả vợ cả chồng. Đấy, thấy không? Lý do là gì? Lý do là còn nỗi sợ hãi. Kiên Trung còn nỗi sợ hãi thì chắc chắn đi, rất nhiều anh chị em còn nỗi sợ hãi. Vì Trung là Trung năng lượng mà, đó. Thế nên Kiên Trung muốn truyền tất cả những năng lượng này cho tất cả hôm nay cái buổi Zoom này. Chúng ta làm sao ạ? Mình phải làm gương và xác định vào đây ý. Và bài 1, câu hỏi số 2, bạn vào CV để trở thành ai? Đúng không? Thế mình phải định vị luôn cái câu đấy thì đi cho nhanh. Việc gì đâu có phải nhanh quá anh nhau mệt đúng không ạ? Và gì ạ? CV đây là sự nghiệp rồi. Nông dân nước 3, nước 8 đúng không ạ? Thành công hết rồi. Nghe như chị Ní không biết nhắn tin. Vào đây mới học được nhắn tin mới có mấy tháng hay 3, 4 tháng hay thôi. Mà còn thành công được. Thế thì tại vì sao mình không thành công được? Đúng không? Vâng, em xin cảm ơn Thủ Hinh Trang chia sẻ. Em xin cảm ơn tất cả chị em lắng nghe. Ok. Yêu chung năng lượng bao nhiêu trong số anh chị em đấy, là nếu mà mình còn quyết liệt hơn ông Kiên Trung này mình sẽ bứt phá một cách mạnh mẽ rồi ngon tí cái. Cảm ơn cả nhà. Yes, nó là một cái hành trình, một cái quá trình chuyển đổi, bởi vì cái thế giới bên trong của mỗi người nó khác nhau. Đây nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì sao? Bởi vì là cái hệ niềm tin và hệ giá trị của mỗi người khác nhau, bên trong cái rào cản. Rồi tặng cả nhà mấy câu này, mấy câu rất quen nhưng suy nghĩ cho nó thấu. Nhất thiết vi tâm tạng. Nhất thiết vi tâm tạng. Nhất thiết vi tâm tạng là gì nào? Nghĩa là gì? Cả nhà có thể comment cho nào. Nhất thiết vi tâm tạng. Ai biết, ai hiểu câu này nghĩa là gì? Comment. Nhất thiết vi tâm tạng. Mọi việc do suy nghĩ, đúng rồi, tất cả do tâm tạo, nhất thiết, tất cả là do tâm mà ra, tất cả là do suy nghĩ của mình mà ra, mọi thứ là do suy nghĩ của mình mà ra. Khi mình khởi lên một cái suy nghĩ, một cái ý niệm, và đấy là bắt đầu khởi từ cái hạt mầm đầu tiên. Khởi lên một cái hạt giống. Thế thì khi mà mình nhìn 300, 400 điểm ấy, mình khởi lên một cái suy nghĩ là khó lắm, không làm được, thì mình biết chắc là cái quả là không làm được. Đúng không nào? Tất cả là do suy nghĩ của mình mà ra, bắt đầu từ suy nghĩ. Đấy là khởi nguồn của mọi thứ. Một cái hạt giống đầu tiên nó khởi lên từ tâm này, từ suy nghĩ này. Nhất thiết vi tâm tạng. Và người hùng hay nạn nhân ấy, nó sẽ xuất hiện ở trong cái tiềm thức của mình.
người hùng hay nạn nhân nó sẽ xuất hiện ở những thời điểm quyết định, ở những thời khắc quyết định, ở những giây phút quyết định. Mình sẽ biết mình là người hùng hay nạn nhân. Nó sẽ xuất hiện ở những thời khắc quyết định, những thời điểm quyết định. Thế cho nên là bây giờ mình phải quan sát lại bản thân mình, là xem trong tiềm thức của mình là người hùng nó đang mạnh hay là nạn nhân nó đang mạnh. Những thời khắc quyết định, lúc đấy sẽ biết đâu là người hùng, ai là người hùng, ai là nạn nhân. Chúng ta xem thi đấu thể thao không? À, những nhà vô địch, cái tinh thần của nhà vô địch, của người hùng ấy, nó rất khác. Họ chiến đấu đến cùng, đúng không ạ? Thế còn nếu mà mình chưa lên võ đài, mình đã nghĩ là rồi mình thua thằng này nó to, nó khỏe quá, kiểu gì mình cũng bị knock out thì một phát là knock out ngay lập tức. Đúng không? Nên nếu mà mình thay đổi suy nghĩ, thằng này nó to, nó khỏe, nhưng kiểu gì nó có điểm yếu, mình phải quan sát, mình tìm điểm yếu bằng được. Thì mình sẽ tìm, mình quan sát. Chứ còn ngay trong suy nghĩ đã thất bại rồi thì làm sao mà chiến thắng được. Người hùng thế khi về đích, chiến thắng trong suy nghĩ trước, chiến thắng trong trò chơi tâm trí trước, nhất thiết vì tâm tạng. Suy nghĩ là còn ví dụ còn một ngày, còn tận 24 giờ cơ, nhiều thế, dư sức để chiến đích. Thì ngay từ cái suy nghĩ đây nó đã tạo ra năng lượng rồi, đúng không? Nó đã tạo ra sức mạnh rồi. Nhưng cùng là 24 giờ nhưng mà ui dồi ôi chết rồi, còn có 24 giờ. Hai suy nghĩ khác nhau, mặc dù 24 giờ là giống nhau. Các bạn thấy đúng không? 24 giờ là giống nhau. Nhưng người có suy nghĩ khác nhau tạo ra kết quả khác nhau. Ví dụ, cùng là bây giờ có 15 tầng 1, giúp 15 tầng 1 để có ô tô để mình tốt nghiệp S69, đúng không? Thế sẽ có người suy nghĩ, ôi dồi ôi, 15 tầng 1 nhiều thế, bao giờ mới có 15 tầng 1 để làm việc đấy. Nhưng cùng là thế, người hùng sẽ suy nghĩ 15 tầng 1 mỗi sức mình phải 150 tầng 1. Chiến thắng ở đâu trước, cả nhà? Chiến thắng ở trong này trước. Mọi cuộc chơi nó phải chiến thắng cái cuộc chơi ở bên trong trước. Cuộc chơi ở bên trong tâm trí. Chiến thắng cuộc chơi bên trong tâm trí trước. Đúng không nào? Đấy. Cài đặt cho mình một cái niềm tin như vậy. Đỗ Đức Luận. Trời ơi, 15 tầng 1 mỗi luận này phải 150 tầng 1. Yes, yes, yes. Đấy. Đúng nào? Cài đặt cho mình, cổ vũ mình, chắc chắn luận làm được. Mấu chốt nó nằm ở việc rèn luyện thôi, cho luận thời gian. Mọi thứ đơn giản, chả có cái gì cả. Bây giờ kiếm 150 thằng vừa thích khỏe, thích giàu, thiếu gì, đây, đây ngoài đường, đây trên trời. Bao nhiêu số anh chị em ở đây thích khỏe mạnh, vừa giàu có, vừa mang tay cái. Cảm ơn cả nhà. Thế ngoài kia, trên trời, trên Facebook, Zalo người ta có thích không? Có đúng không? Đây. Chiến thắng trong suy nghĩ trước. Chiến thắng trò chơi ở bên trong này trước. Nhất thiết phi tâm tạo. Đúng không nào? Thế giống như là ví dụ như Phương kể cái hạt giống đầu tiên khi mà muốn chinh phục Konini thôi. Có phải bắt đầu từ khởi một cái tâm đầu tiên suy nghĩ giây phút nào em khiến em định chinh phục Nini, và sau đó kết quả là bây giờ Nini là vợ à, kể cho nè. Hay là bị tán? Không có. Dạ chào tôi là Ngô Tế và chào toàn thể anh chị em trong Zoom. Em kể lại cái cơ duyên, cái nhân duyên giữa hai vợ chồng của em là như thế này. Hôm ấy em đang đi làm việc,
thì bà xã của em thì bị đi lạc đường. Bà xã em có hỏi anh ơi đường về chỗ đó như thế nào, các em lạ nhỉ, cái đường nó quẹo đi đây tới rồi nhưng mà không biết đường về. Xong rồi em có chỉ đường về thì em mới nói là thôi giờ anh có việc anh đi rồi, anh chỉ em đi cái hướng vậy vậy đó, anh đọc cho em cái số điện thoại, nếu em có mà không có về được đường về nhà thì cứ gọi cho anh thuộc lòng hết cái đoạn đường này, là đi đâu em đứng đâu em gọi anh, đều biết hết, chỉ cần đọc số nhà là anh chỉ em đi về tới nhà. Thì như đó thì về thì có nhắn tin nói chuyện với nhau, và sau đó thì em gặp bà xã thì thấy bà xã của em là một người rất là dễ thương, rất là hiền, em rất thích cái tính cách đó. Thì từ khi đó thì em hẹn bà xã đi uống nước nói chuyện, rồi từ từ hai đứa nảy sinh tình cảm yêu nhau ạ. Ok, bắt đầu từ thấy hiền hiền nó bắt đầu khởi tâm là xây dựng mối quan hệ tiếp đúng không? Đấy, dạ. Rồi cảm ơn Phương chiến lược và chúc mừng hai vợ chồng. Yes. Mọi thứ nó cũng phải đầu tiên là cái nhân duyên là hỏi đường, nhưng mà từ cái nhân duyên đấy nó phải khởi cái tâm gì đúng không? Không thì sau nó mới dẫn đến mà cái kết quả bây giờ. Ok, thì đấy là một cái câu chuyện để cần thấy là ví dụ cho các bạn thấy là mọi thứ trên cuộc đời này nó cũng do nhân duyên thôi. Đấy cũng là phương pháp tiếp xúc lạnh ấy. Nếu như chúng ta chủ động tiếp xúc lạnh, giả vờ hỏi đường, Nini có khi không biết, có khi vẫn biết đường, nhưng mà thấy anh này đẹp trai, có khi giả vờ hỏi đường không biết là có đúng không, thấy Nini bịt miệng cười. Nini chia sẻ thân ạ. Dạ, em xin chào thủ lĩnh quốc tế và chào tất cả anh chị em nhân dung ạ. Dạ. Nếu mà nói giả bộ thì không phải, tại vì bữa đó em đi sửa cái máy tính mà em đi ra ngay con đường mà là đường một chiều, nhưng mà em khi em quay lại thì em không biết đi như thế nào hết. Nó giống như là mình đang ở giữa một cái vòng tròn mà mình không biết đi hướng nào nữa hết. Thì em buổi trưa nắng nữa, em chạy sao mà cứ chạy hoài, chạy mấy vòng mà nó cũng cứ quay về lại cái chỗ đó. Thì ngay cái dừng đèn đỏ mà em cũng sờ bản thân mình, cũng sờ nhiều lắm, là cũng muốn hỏi nhiều người nhưng mà không hỏi, nhưng mà lúc đó là quá mệt rồi. Xong bắt đầu mới ảnh thì anh cũng đeo khẩu trang chứ cũng không có biết mặt mũi gì cả, và cũng quyết định là liều luôn, giờ mà không hỏi là còn chạy nữa, tại vì chạy mãi rồi mà nó không có ra khỏi. Thì em quyết định em hỏi và anh cũng chỉ đường. Thì cũng rất là nhân duyên, nói chung đó cũng là một cái duyên và một cái gọi là cái quyết định mạnh mẽ dám hỏi đường, thì mới cũng có nhân duyên để gặp nhau. Dạ. Đấy, và sau này khi gặp nhau thấy đẹp trai hơn Lê Công Tuấn Anh đúng không? Ok, cảm ơn Hành Dung. Thế thì các bạn thấy không, đầu tiên là khi đến với nhau ấy, do một cái duyên trời định nào đó, giống như ví dụ như Cường kết nối với bạn Hoàng Hằng, rõ ràng là sao, hôm đấy là đến quán ăn chay cùng với nhau. Nhưng nếu mình không khởi một cái hạt mầm, ôi em nói chuyện Phật pháp hay thế, anh em mình giao lưu số điện thoại, có gì hay ho chia sẻ cho nhau, thì ngày hôm nay làm sao có thủ lĩnh quốc gia Hoàng Thị Thế Hằng, dưới có hai thủ lĩnh quốc gia nữa, Đỗ Thị Hướng, thủ lĩnh quốc gia Lương Thị Phương Dung, đúng không? Thế thì ví dụ bây giờ các bạn nhìn thấy mọi người trên Facebook cũng thế, nếu như mình không khởi một cái lời, một gieo một hạt giống nào đó, không khởi tâm gieo một hạt giống nào đó để tìm một người bạn, đúng không? Thì hai người có thể nhìn thấy nhau mãi mà chắc không có chuyện gì xảy ra. Thế nên người nó đầy chứ, thiếu gì người, phải không các bạn? Do mình có kết nối hay không, mình có mở miệng mà ra hay không. Thì lúc nãy Kim Trung rồi Hoa chia sẻ đấy, khi ra quyết định, não bắt đầu hoạt động và mồm bắt đầu mở ra, có đúng không nào? Khi ta quyết định, não bắt đầu hoạt động và mồm bắt đầu mở ra. Nhưng nếu mình ra quyết định là khó, không làm được, thì não nó đóng lại và mồm nó đóng lại. Hai quyết định ở đây là ra quyết định chinh phục ấy, thì não nó mới bắt đầu hoạt động và mồm nó mở ra. Còn nếu mà mình ra quyết định thất bại, đúng không, khó, không làm được, không thể làm được, thì não nó đóng lại và mồm nó cũng đóng lại.
Và cái đó nó cũng là trò chơi trong tâm trí của mình thôi. Cho nên ông Henry Ford nói là bạn nghĩ là bạn có thể hay bạn nghĩ là bạn không thể đều đúng. Các bạn nghĩ là mình có thể hay mình nghĩ là không thể đều đúng hết. Anh chị em ạ. À, đều đúng hết. Thế bây giờ mình các bạn hãy quan sát lại Lương Công, Hoàng, Ngọc Hoa rồi một số anh chị em làm một thời gian, chị Thanh Hoa, mình quan sát lại để phân tích đúc kết bài học cho bản thân mình. Mình quan sát lại cái hành trình của mình ấy, xem là mình đóng vai nào thường trong tiềm thức của mình. Và bây giờ mình quan sát lại là dùng ý thức để quan sát lại. Xem là mình hay dùng mình là người hùng hay nạn nhân ở trong những thời khắc quyết định. Có đúng không? Trong những thời khắc quyết định, mình quan sát lại bản thân mình xem. Mình đóng vai người hùng hay đóng vai nạn nhân? Mình đóng vai của victor or victim, tiếng Anh ấy. Tiếng Anh, cái từ tiếng Anh nó hay hơn tiếng Việt. Từ tiếng Anh, cái người chiến thắng ấy, tiếng Anh nó là victor. Victor. Thế còn nạn nhân, tiếng Anh nó là victim. Victim. Đấy. Mình là victor, victory là chiến thắng. Mình đóng vai gì? Vai victor hay là victim? Victor or victim là do mình. Victor hay victim là do mình. Phải quan sát, luôn luôn quan sát, phân tích, đúc kết bản thân mình, phải hiểu được mình. Hiểu mình mới hiểu được người. Đúng không? Bao nhiêu anh chị em bây giờ muốn có cái phương pháp để trở thành victor thì giơ ngón tay cái nào. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu trong số anh chị em còn hỏi lại một lần nữa, muốn có phương pháp để mình trở thành victor, người hùng thì giơ ngón tay cái. Ok, phương pháp đầu tiên, viết xuống vở. Tôi là người hùng. Ấn định. Tôi là người hùng. Tôi là người hùng. Tôi chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình. Tôi là người hùng, tôi chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình. Xuống dòng, cuộc đời của tôi là do tôi tạo ra. Được chưa nào? Cuộc đời tôi là do tôi tạo ra. Tôi cam kết. Làm đến cùng. Sống một cuộc đời ngoại hạng. Tôi cam kết làm đến cùng để sống một cuộc đời ngoại hạng. Một cuộc đời ngoại hạng gọi là world class leader. World class life. Một cuộc đời ngoại hạng, đúng không? Xuống dòng, tôi là người xứng đáng. Tôi là người xứng đáng. Tôi là người xứng đáng. Ok. Đấy. Mình xứng đáng được sống ở trong một cái ngôi nhà mơ ước. Mình xứng đáng được đi trên chiếc xe hơi mà mình mơ ước. Mình xứng đáng được có cái mức thu nhập mà mình mơ ước. Mình xứng đáng có cái mức thu nhập đó để mình báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo cho con cái, vân vân. À, mình xứng đáng. Mình xứng đáng được dùng những cái sản phẩm tốt nhất của CV để sống khỏe, trẻ đẹp, trường thọ, vân vân. Mình là người xứng đáng. Đấy là chiến thắng trò chơi tâm trí trước. Bởi vì chúng ta biết là đẳng cấp và sức mạnh không bao giờ có thể đến được tức thì. Bạn nhớ nhé. Đẳng cấp và sức mạnh không bao giờ có thể đến được tức thì.
Đó là một quá trình rèn luyện. Cho nên kỹ năng tự học và tự rèn luyện là kỹ năng vua. Kỹ năng tự học và kỹ năng tự rèn luyện là kỹ năng vua. Ok. Rồi, đấy là bí quyết đầu tiên để trở thành người hùng đúng không? Là ra quyết định và ấn định tôi là người hùng. Yes. Bí quyết số 2, tự tìm câu trả lời cho bản thân mình. Bí quyết số 2 này, tự tìm câu trả lời cho bản thân mình. Mình có điều gì tuyệt vời? Đây, các bạn tự làm bài tập nhá, xong hôm sau cửa kiểm tra. Mình có điều gì tuyệt vời? Ví dụ mình là người giàu tình yêu thương này, mình sẵn thích giúp đỡ người khác này, mình thích quan tâm đến người khác, đấy là những cái điều tuyệt vời của mình, đúng không? Vân vân, mình có điều gì tuyệt vời? Bởi vì chỉ khi mình có một cái sự tự tin và tìm được cái điều tuyệt vời của bản thân mình để động viên khích lệ cổ vũ bản thân mình, bởi vì người hùng mà, người hùng chắc chắn là phải có những điều tuyệt vời. Giá trị bản thân của mình là gì? Hoặc là mình đáng giá bao nhiêu? Câu hỏi số 2. Mình đáng giá bao nhiêu? Mình đáng giá bao nhiêu? Bây giờ muốn biết mình đáng giá bao nhiêu này, bây giờ đặt tình huống này, bắt buộc phải có con số nhá. Bây giờ mình sẽ bán những cái thứ mà mình không chết được. Bây giờ có người mua mình cái chân của mình bao tiền, mình bán ra bao nhiêu? Tự bạn định giá. Phải có giá chứ không có vô giá. Cứ trả lời vào đấy, xong sẽ biết được giá trị của mình bao nhiêu. Mình bán cái chân bao tiền? Mình bán cái tay bao tiền? Mất một chân một tay, chưa chết. Mà mình bán cái tay mình bao nhiêu tiền? Để xem giá trị của mình bao nhiêu. Mình bán bớt đi một con mắt xem bao nhiêu tiền. Chấp một mắt. Không chết được. Mình bán đi một quả thận xem là mình sẽ bán bao nhiêu tiền. Phải có tiền nhá, không có không đâu. Tự mình định giá. Rồi mọi người thử comment xem nào. Tổng vào xem là bao nhiêu tiền. Comment. Vô giá, bắt buộc phải định giá cơ mà. Vô giá có nghĩa là không có giá gì hết. 10.000 tỷ, tốt. Rồi, một con số Nguyễn Thành Thành, rất tốt. Đấy, giá trị nó phải thế. 6 tỷ, rất rẻ thế. 100 tỷ, lương công an. Yes. Thêm vào ra. Hồng Ruby, tốt. Yes, 3.000 tỷ đô, tốt. 100 tỷ, tốt. Đấy, các bạn thấy không? Nếu như mà mình không đặt những cái câu hỏi như vậy ấy, là mình không biết giá trị của bản thân mình. Được chưa nào? Ok. Rồi, cái buổi hôm nay thì tạm như thế để giúp cho mình có một cái sự tự tin và khích lệ. Quyết định đầu tiên mình là người hùng. Quyết định số 2 để là người hùng ấy thì mình phải biết là cái thế mạnh hay là mình có điều gì tuyệt vời. Và mình biết giá của mình đang là bao nhiêu do mình tự định giá. Mình là duy nhất, là đồng nhất. Đúng không nào? Không ai giống mình hết. Ok, xong trong các cái chương trình tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cả nhà để mình có một cái sự tự tin vô đối. Khi có một cái sự tự tin vô đối thì mọi thứ nó đến rất đơn giản. Bí quyết thành công nó chỉ đơn giản như này. Niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình. Chuyển hóa thành sự tự tin vô đối.
Niềm tin ở bên trong, tự tin là thể hiện ra bên ngoài. Có một ước mơ và theo đuổi đến cùng, chắc chắn thành công. Con đường có rồi đúng không? Phương tiện có rồi, hệ thống có rồi. Bây giờ chỉ cần đấy, niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình. Không có giây phút nào được phép nghi ngờ bản thân. Người hùng có sự tự tin vô đối. Có tầm nhìn hay là có ước mơ theo đuổi đến cùng. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù trời có sụp thì vẫn làm đến cùng để thực hiện ước mơ. Yes. 14 giờ có một cái chương trình đào tạo về sản phẩm. Đấy, thế cho nên là anh chị em chúng ta sẽ nghỉ sớm. Thói quen ăn mừng chiến thắng đúng không? Luôn luôn phải ghi nhận, công nhận, động viên, khích lệ, cổ vũ bản thân mình, ăn mừng chiến thắng cho những việc nhỏ nhất mình làm được. Anh chị em ăn mừng chiến thắng nào. 1, 2, 3. Yes, bye bye cả nhà.